Anh đi mua hết rồi. Tôi thấy mình đã sai lầm khi vứt bỏ chồng con ở nhà để chạy theo một nỗi sợ hãi không có thật. Cô xem đi. Đến cỡ như thế này mà còn chết cả nhà. Tôi và cô tuổi gì? Ngồi ăn đi. Rồi đi cho nó nhanh. Anh có một điều bất ngờ dành cho em. Em sợ em nào? Đúng cái em thích. Ông có công nhận cái quán rời chó này ngon không? Ông phải tin tôi. Công nhận, ngon. Này, tôi bảo ấy, ăn xong anh em qua nhà tôi làm tí karaoke. Ôi, có tí rượu mà buồn ngủ lắm. Ổng lúc nào ngủ, ăn xong hát nó mới khoái. Ồ, xem trước. Này, này, này. Yêu cầu anh xuống xe nhanh. Mời anh xuống xe. Xuống xe, tôi nhắc lại anh phải xuống xe. Xuống xe. Alo, anh Vũ à, tôi Hải đây. Tôi có thông tin muốn báo cho anh biết. Anh nói đi. Alo. Tôi nghĩ là cô ấy gặp nguy hiểm rồi. Anh qua đây ngay có được không? Địa chỉ ở đâu? Alo, anh muốn tôi đến đâu nhỉ? Anh ơi, em nghi là nhà Villa 59 nó có trộm. Alo. Thì gửi anh cho người qua hỗ trợ. Chắc em cửa trước. Anh rất thất vọng với em. Nếu còn coi anh là chồng, em phải về nhà ngay lập tức để nói cho anh biết toàn bộ sự thật. Nếu không, anh sẽ đơn phương ly dị và làm tất cả mọi thứ để không cho em quyền nuôi con. Nhìn anh em ơi, không được đâu anh ơi. Hãng em cài đặt cảm biến tốc độ rồi. Chưa nói là cuối đường này còn có mấy chú đứng nữa cơ. Còn bao lâu nữa thì tới sân bay? Chắc khoảng 20 phút. Dừng lại đi. Cho tôi xuống, tôi không đi nữa. Lại mưa gió gì nữa đây. Dừng lại đi.